Nè, anh vẽ mấy cái này nè, làm củi Hai vợ nè. chồng mình sẽ đi kiếm củi để nấu đồ ăn trưa nha. Lúc sáng đi heo thì mình có ghé chợ Sớm Lưới mình mua một ít tôm để mình làm đồ món. Ê, cái này có người cũng lấy củi rồi nè em. Người ta Mình chặt rồi quên anh đi vẽ. mua than mất tiêu. Và cuối cùng thôi giờ ra đây sinh tồn luôn. Là nguyên một ngày nay là hai vợ chồng mình sẽ ở ngoài này. Thôi ông ơi, đâu mà cây bự vậy? Vậy luôn hả? Được luôn hang anh. Ổ Ừ, kiên. có không? Nó bay ra kìa. Bẻ cái nhỏ hơn. Về kỳ này là đen luôn. Đen thùi lùi luôn á. Nó. Bẻ đủ rồi anh ơi. Giờ này thì nước chưa lên cao lắm, đỉnh điểm là 3 giờ chiều nước mới lên cao nha, nhưng mà hiện tại bây giờ là mới 12 giờ nha cả nhà. Đó, cái lều của mình ở trên kia. Cẩn thận. Thanh thanh. Một đống Đây, luôn. được một đống củi luôn. Giờ anh Khoan sẽ dọn chỗ để mình nướng. Ở đây thì có rất là nhiều cái cọng của cây dương nó rớt xuống nè. Nhưng mà giờ mình sẽ lấy nước, mình vẽ một vòng tròn xong rồi mình đào một cái lỗ để mình đốt nha, đặng cho nó không có bị cháy lan nha cả nhà, chứ ở đây mà cháy lan là rất là nguy hiểm luôn, tại vì rất là nhiều cây khô luôn nè. Anh sẽ vẽ vòng kim cô phải không? Chưa, để anh khoét cái lỗ trước đã. Hai vợ chồng mình thì dễ sống lắm, dễ ăn dễ ở lắm. Dưới đây có cỏ nữa nè anh, mà nó chết nó lên không nổi luôn nè, anh khô. Khô quá. Lấy đồ đào anh, lấy cái len của mình á. Có cái đồ cào. Ừ, cái bồ cào đó. Giờ mình sẽ cào một cái lỗ, một vòng tròn. Đủ mình có đồ đủ đồ nghề nghề mà mình quên ha. Rồi được rồi đó. Lỗ Lên tròn cào như là cho nó vừa. xa xa ra. Cào vòng vòng cho nó sạch luôn, cho nó bớt nguy hiểm. Rồi một đống đó là mình ung được luôn á. Nên gì cho mỏi. Ung mũi được á, mà ở đây đâu có mũi đâu. Ôi cát sắp sạp à. Cát mình quá ha. Vòng vòng nhiều nhiều đi anh ơi, đỡ nguy hiểm. Ê, nó chảy xuống bờ mình. Nó không thấm luôn hả? Khô quá. Anh chế vòng vòng đây là được rồi, chế vòng tròn luôn. Cái đó là cát, nó không có thấm được á. Khô quá hả? Anh chế đi, múc chế, múc thêm vô múc chế. Múc thêm nữa mới được. Giờ mình sẽ múc thêm một thùng nữa, chế cho nó giáp vòng cái ông táo của mình luôn. Ông táo? Táo di động. Chợ mình ở đây mình có mua được một số tôm nè. Giờ mình sẽ để ra mình rửa nha. Ôi, tôm tôm này là ngon quá vậy. Tôm sú nha cả nhà. Cái ngon này là anh. Mình xíu nước muối mình lấy mình rửa chén qua trước. Mình có đem nước ngọt hay nhiều lắm. Nó mới đầm mềm á, cái đùi nó đầm mềm. Tôm sú nhìn ngon quá vậy. Giờ nướng hết luôn không? Có 10 con. Thôi nướng hết luôn đi chứ hả, một lần nướng. Mình ăn trưa cũng luôn mà. Nướng hết luôn đi. Để đây hồi dục rác. Cái này là nước muối hay là nước biển? Chắc gần gần đó đó, đó cái ổ mình để chống lửa. Cứ có nước là chế vô đây. Đó. Ngộ nha, cái cát này nó không thấm nước. Đây, mình ra đây mình mua cái thùng nước mình uống xong cái mình đem theo nước ngọt. Đây, nước ngọt. Chị vô. Có hai vợ chồng. Luôn. Có hai vợ chồng mà cho nên là cũng... Tới 10 lít nước ngọt. 10 lít lận. Đâm em nữa. Cẩn thận với nó. Giờ mình sẽ nướng phô mai nha cả nhà. Nhưng mà ở ngoài đây mình không có cái siêu thị lớn, mình không có kiếm được chỗ, mình không có biết, chứ không phải là không có. Không biết chỗ nào để mà mình mua phô mai kéo sợi hết, cho nên là mình quyết định là mình sẽ chẻ ra và mình nướng phô mai con bò cười. Thì mình chế lại luôn nha. Hay là mình nướng nướng hết luôn hả, hay là phân nửa thôi? Vậy năm năm này năm kia. Năm này năm kia. Thôi bốn này sáu kia. Sáu kia đi. Là 10 con đúng không? Ừ. Chứ phô mai nhiều quá ăn cũng ngán. Ừ, anh cũng ngán ngán thêm nướng mỗi người 2 con nướng phô mai thôi. Ừ. Ngon, kìa cơm này. Hấp dẫn quá. Đứng bên kia kìa, bên kia kìa. Ừ, hướng gió đó, đúng rồi.
Ta chẻ ra nha. Biết được hôn nữa nè. Cẩn thận nha em ơi, dao bén lắm á. Mình có chuẩn bị theo một số dụng cụ. Đi phải ghim theo chứ. Không có là chết luôn á. Đúng ra là phô mai con bột cười á, là người ta còn bỏ nguyên liệu này kia nọ vô nữa. Mà mình ở đây mình không có thì mình làm nó nguyên chất luôn. Ha. Mình làm nguyên vị vậy đi, khỏi thêm gia vị hay gì hết. Khỏi cái gì hết. Tôm rất là thịt, tươi lắm luôn, sáng mình đi chợ sớm luôn nè. Nè anh. Wow. Đã chưa? Chất lượng, em banh cho hết ra luôn. Banh cho hết ra rồi mình bỏ phô mai vô. Trời, nó thịt béo. Này là siêu chắc luôn á. Đó. Đã lắm cả nhà ơi. Hai dân chơi vợ chồng mình chuẩn bị cho cái chuyến đi này rất là kỹ, dụng cụ đem đầy đủ hết. Thôi mình để qua đây đi, hồi mình bỏ phô mai vô. Lựa con bự nướng đi ha. Con bự bỏ phô mai đi cho nó có thịt ăn. Dao anh mài bén quá em sợ. Cẩn thận á. Em tưởng nó chẻ khó cũng dễ quá nè. Chẻ tự mình nghiên khó. Cứu. Con này sống lưng nó không có dơ. Dạ, nó có một sao? Chút xíu à. Hôm nay ta nuôi đây quá hả? Em ở... đâu biết đâu. Ở Vũng Tàu ta có nuôi hải sản không cả? Chắc có đó. Em nghĩ có chứ. Chắc có. Đặc sản. Em thấy thì ở mình thì quê ở Chợ Vinh đó. Ngọt ha. Thôi để luôn đi, đặng dễ nướng. Ừ, để luôn dễ nướng. Thôi lọt cái phần đó ra. Mà như đa số anh thấy con tôm này là hai da vậy không em? Ở trong mình á, mình không có mua được con tôm này. Mình kiếm rất là nhiều lần luôn rồi. Nó không có bự. Nó không có bự như vậy. Mà dạng như nó cũng không có còn tươi như vậy đâu. Thôi giờ mình sẽ chẻ 4 con nha cả nhà. Xong thì mình sẽ cho một cục phô mai vô. Mỗi một con vậy là mình cho vô một viên phô mai. Rồi số còn lại thì mình để nguyên vậy, mình nướng nguyên con. Để mình chấm cái nước chấm hải sản của ở đây luôn. Đây là phô mai con bò. Ha ha ha. Con bò ha ha ha. Hồi đó anh thấy thằng em anh ăn cái này, ôi anh thèm lắm nha. Anh ăn thử miếng rồi. Ngán. Không bao giờ anh ăn nữa. Ngán quá. Không được. Béo quá béo. Đó, thông minh ta. Một con hai miếng là đủ rồi nha. Để nhiều quá không còn nướng con gì. Con hào. Con hào mình để nhiều quá mình ăn phô nó. Mai kia, phô mai khác. Nó hơi ngán. Tay mình rửa sạch rồi nha cả nhà. Nãy mình rửa tôm mà rửa này nó sạch. Mình ra đây thì mình vẫn giả chịu rồi. Không thể nào như nhà hàng được đâu. Thôi mà ăn gì vui hơn. Mình làm mình ăn thôi. Mình làm mình ăn mà. Rồi cho em viên nữa đi. Đấy. 4 con 2 viên rồi. Rồi đó ăn chứ chưa biết kháo cái cục này nữa nè. Đúng rồi đó. Sau này luôn á, hồi anh đi Nhật anh mới ngẫm nghĩ ra cục này á, hồi đó anh mua để làm gì nè. Anh làm mồi câu cá. Trời ơi. Anh mới nghĩ, anh ngồi anh nghiên cứu. Anh cũng xiên quá em. Đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Giờ anh sẽ đốt lửa lên. Vừa sử dụng cái lá này cái đốt nó cháy không? Cẩn thận nha anh. Cháy nổi không? Có khói rồi đó. Vòng 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 cho nhiều thiệt là nhiều lên nè. Mình chỉ đốt đúng ở giữa thôi. Xung quanh thì mình làm cho ướt hết. Mình chơi thì chơi nhưng mà mình cũng rất là sợ. Mình phải nghĩ tới cái gì an toàn nhất có thể. Đây tạo một hàng rào lửa rồi nha. Tạt bên này đi. Tạo một hàng rào. Nó không thể nào cháy lan được hết. Mình tạt bên cái hướng gió mà thổi qua là nhiều nhất. Lửa than mình đã đốt xong, anh Khoa anh cũng phả ra luôn rồi nè. Giờ để cái cây hả anh? Mấy cây cây bự mà nó có than ghê à. Rồi, cái dĩ lên.
có cái cây gác ở giữa đâu. Chưa, từ từ đến khiều than cho nó đều than nha các, cho dễ nướng. Rồi được rồi đó, nóng dữ lắm, nóng thấy vậy chứ nóng dữ lắm. Cần gì mua than? Cần gì? Cho lên cái dĩ, có cái dĩ là được. Được không? Bên kia chừng nó sụp à, có cái cây rồi hả? Mình không có cái đồ gấp mà mình lấy cái đồ mình gấp ghẹ nè. Mình gấp luôn nha, mình rửa sạch rồi. Đi ha, đi ha, vô vô vô. Nóng thế. Nóng lắm thế. Nóng lắm. Cái cây này nó sạch rồi nha cả nhà. Ấy mình rửa mấy nước luôn rồi. Bốc tay luôn rồi. Nóng. Rất là cho nóng luôn. Cho nó lùi lùi ra sao xíu em để thôi, cái đầu nó chín rồi, cả đó thôi. Ok. Wow, cần gì mua than? Thật sự là sáng hai vợ chồng đi á, tính mua thêm than ghim theo. Đặng nhưng mà tại quên đó cả nhà ơi. Nhưng mà anh thì anh thích nướng vậy, có cái là nó mau hết than thôi. Ừ. Than kia thì nướng nó đã hơn. Nhưng mà đi dọc đường quên, xong rồi mình suy nghĩ ra đây thôi. Lụm cây ngoài đây. Ừ. Tươi rồi rối. Cái cây này gấp dễ lắm anh. Dễ hơn cái gấp kia phải không? Dễ hơn mà nó gấp hơn. Mà biết mà nó gì? Dính nữa. Biết gì nữa không? Nó không có nóng tay. Nó có cái găng ở trước rồi gấp nó dính hơn cái gấp kia nữa. Thì người ta thiết kế ra để mình bắt con này con kia mà. Ừ. Con tôm thì nướng nó khá là nhanh chín đó. Hết luôn. Hết luôn rồi, chứ. Thôi được, hết luôn chứ. Được chưa anh? Trời ơi. Lại. Wow. Wow. Ngon ngon nha. Cái đuôi nó hơi bị đụng cát rồi nè. Để em trở con trong em, này em trước. Em làm kỹ kỹ á. À. Đó, trong này. Ở giữa này thà lửa nó nhiều hơn. Cũng hơi bị trong trên quá nè. Ôi khét rồi. Ôi nhanh vậy. Lửa mạnh quá. Nhưng mà quan trọng là con tôm nó cũng mau chín. Ừ. Chứ nó không có lâu, mình không sợ. Nó cũng mỏng á. Nó cái thịt nó dễ mau chín. Ừ. Mình nướng này mình rất sợ rớt xuống cát nha. Sao vậy, nó nằm gì kỳ vậy? Nó hết cái thứ tự hàng lối gì rồi. Ô, xây cái đầu này cho nó vô trong đi. Đây nè. Đó, ủ hàng nóng quá, hồi phải lấy nước dập nha anh. Xong là anh dập liền. Nướng xong là lấy nước dập liền. Ô gớt. Chứ khép chân rồi nè. Mình sợ hệt không chín nè. Chín chứ, từ từ. Ê, đừng ngã. Ê. Đó. Anh né theo em luôn, anh cầm máy quay mà anh né theo em luôn. Nóng quá anh, quay xa xa ra. Rồi. Tôi hơi nóng cái máy ạ. Than này nó nóng dữ lắm. Còn hơn than đước mình nữa. Than này nóng hổng lắm nha. Ừ. Ê. Cái chân nó quéo cái dẻ đưa vô con táo. Quen cái mâm hay mình hay làm bằng cái mâm kia. Nó quéo một cái rồi thấy ha. Để xuống đây nè, gái lên đây để anh. Để tôm vô cái ủa sao nó sụm. Ồ. Hết hồn. Em lại suy nghĩ cái em mắc cười. Mấy con kia đưa vô giữa luôn anh. Yeah. Giống nhà hàng chưa? Tuy là nó hơi vàng vậy nhưng mà nó rất là thơm nha. Cái con đó đưa vô đi. Còn đó thì mình nướng thì nó không ngon rồi ha. Nó khó nướng quá à, test đây rồi. Nướng xong bây giờ mình sẽ bật lửa. Ồ nè, nóng dữ luôn em ơi. Ủa nó sôi kìa anh. Ghê vậy trời. Ủa sôi nè cả nhà. Ủa cát nó nóng nó sôi ghê vậy. Ghê thiệt. Chế nữa đi anh ơi, còn nóng đó. Ủa thấy ghê vậy trời. Sôi dữ thiệt chứ, bên đây nè. Bên đây nè anh. Ủa cát nó sôi kìa. Ghê vậy, sao cát nó sôi luôn ta. Cát sôi ghê thiệt. Và thế là mình đã dập lửa xong. Cái này để hồi mình múc thêm một thùng nữa nha. Cái này là giờ còn cát không mà chứ than nó hết rồi. Sao cát mà nóng gì vậy? Cát nóng chứ anh. A few moments later. Cuối cùng thì hai vợ chồng mình cũng đã nướng xong bữa ăn trưa rồi nè cả nhà ơi. Wow, nhìn hấp dẫn quá đi. Nãy mình lật xuống xong rồi cái mình lật ngược lên nè. Cả nhà, đây. Nãy mình bắt được hai con nhưng mà để hồi nó chết hình con nó bị
đứt ra luôn rồi còn tại có vì con nó bị mấy con nghêu đè á anh. À nó đè. Ừ. Bây giờ mình thưởng thức con này trước đi em. Đó, coi cái ăn đi thử ăn tâm tích nó là sao. Còn nó ra sao đó giờ thật ra là chưa ăn con này luôn á. Anh ăn đi. Không chia đôi. Người ta nói con tôm tích sữa mình ăn được cái vỏ luôn. Anh cho em cái đuôi hả? Cho cái đuôi cho nó không có xương. Nó đâu có nhiều thịt đâu cả. Ta nói mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ở đây thì mình chấm chung với cái nước sốt nè. Cái nước này ở trong chợ bán để dành là chuyên chấm hải sản nè. Chấm. Oh. Vẻ nó cay đó anh. Mời cả nhà. Chép nước luôn. Mời cả nhà một miếng tôm tích. Ừ. Nó cũng ngọt quá chứ. Ngọt. Rất là giòn. Cái vỏ con tôm tích con lỡ lớn mình ăn á là nó cứng nha, cái này nó không có giờ cứng. Ngon đó chứ. Ba hai vợ chồng mình mặc đồ cặp nè. Cái liều cũng cặp cái luôn. Cái liều cũng cặp luôn nè. Thôi mời cả nhà. Mời cả nhà nha, giờ mình sẽ ăn con tôm này trước. Cho anh nè. Rồi chừng nó bị nghiêng á, không sao. Được rồi. Được không? Lật hả? Lật hả? Không sao đâu. Đây cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Ê chạy rồi. Rồi. Gớt xuống rồi. Cho gớt luôn đi. Đây. Con tôm hai da nè. Ủa ăn vậy đó hả? Đây cả nhà. Ui. Anh thật là hai lúa. Được không anh? Em ăn cục bơ trước. Đây mình bứt cái đuôi nó lên luôn. Cút ra được không đây? Tôm luộc. Wow, rồi dính lại cái đuôi rồi. Bị sức rồi cả nhà ơi. Anh bắt trước em coi. Được không? Đưa vô đây nè cho cả nhà xem chứ. Đây nè. Anh sợ nó bay tùm lum. Không sao đâu. Tôm. Thôi anh không có chuyên nghiệp cái môn này rồi. Đưa em lột cho. Gái ơi để em lột cho. Đó. Ôi ngồi ăn mà nghe sóng biển vỗ. Đây là lần đầu tiên luôn á. Quá đã. Hai đứa tự đi, tự nướng, tự ăn, tự bắt. Cái này thì bắt ngoài chợ xóm lưới nha. Còn nghêu nha, mình đang ổng nghêu rồi. Chiều nay mình sẽ chiến đấu hết một cái xô nghêu đó 5kg hai vợ chồng bà ăn. Nó cười hồi nãy thời gian ngồi đợi nướng tôm á, đốt lửa á, điện cho mẹ cái khoe với mẹ mình á, mẹ hai vợ chồng con đi chơi bắt được nhiêu đây tôm nè, ý nhiêu đi nghêu nè mẹ. Cái mẹ cái nói xong mẹ nói đã vậy xong cái hồi mẹ hỏi thiệt nghêu đó nghêu bắt hay là nghêu mua. Nghêu bắt thiệt mà. Wow, đã chưa? Cái này nó phải được dính cái phô mai nãy là nó ngon lắm á. Mẹ, lụm bỏ vô, cục của em nè. Thôi, được còn giúp nè. Anh con kìa. Đây, mời cả nhà. Ui, đã chưa. Wow, đã đây, chưa. Mời cả nhà nha. Hơi cay đó nha anh, đây cho anh nè. Thôi, đây, cho anh tự ăn. Mời cả nhà một miếng tôm. Ui. Nướng phô mai con bò cười. Mời cả nhà. Nhất cái nắc quá. Cái mình cứ sạch nha. Đã quá. Có củ phô mai vô nó lạ. Béo. Củ phô mai nó béo ra nha. Thơm nha, ngon nha. Quá đã. Để anh đi luôn đi anh, mắt ông cầm. Cái cảm giác mà em ăn em ngồi ngắm biển đẹp đó. Nó đã lắm. Thôi. Hồi đi làm á, sáng sớm anh hay ra công mực á. Anh hay ăn bánh mì không à, chứ đâu ăn mấy này được đâu. Bánh mì không à. Rồi vừa ăn vừa ngắm biển. Cái thịt nó quá ngọt. Cái đầu chắc bỏ quá anh. Ừ bỏ đi. Cái đầu cũng có nhiêu á. Cái đầu không có gì hết á. Sợ nướng không chín nữa. Ừ. Chín rồi. Mà nhưng mà con cái này gạch nó nước không à. Ừ. Để qua đây đi để nó chín. Nó ngã. Ừ nó đã. Nè. Đây. Nó ngon mà nướng nó hơi cực nha. Cái da nè. Anh lụm cục phô mai. Còn ơi, rớt cục phô mai nữa kìa. Cái đuôi của nó không ra. Wow, quá đã luôn cho anh nè. Đây, được em lột được. Lột được nguyên cái miếng luôn nè, nguyên người nó luôn nè. Lột giùm anh đi. Để mình tách ra rồi á, mình cắt rồi á, mình lột rồi vậy. Đây em ụp cục phô mai. Ôi. Không sao. Buồn ghê. Nhớ cái giò anh em. Ăn cục phô mai trước. Đã quá luôn. Tôm này tôm hay da không ạ? À? Ngon ha. Cái loại tôm này nó là vậy á. Ừ. Nhưng mà sự tôm này mà nếu mà mua đem về nhà nó không ngon đâu. Tại vì mình đi xe máy á, mình đi tới tận 7 tiếng á, 8 tiếng mới về tới nhà luôn. Mình rất là muốn đem mua về cho nhà mình, cha mẹ mình ăn luôn. Nhưng mà
mua về đem về là tới nha, hết tươi rồi. Ừ. Đem về tới Vĩnh Long còn xa hơn nữa, 10 tiếng. Chạy xe ngồi muốn bục cái lưng luôn. Cho nên là ginh về dưới hai nhà không nhà nào ginh được hết, ginh là nó kiểu như nó ương rồi, ừ, hết ngon rồi. Quá xa. Đã lắm cả nhà ơi. Thịt nó dai dai. Ăn có phô mai vô, nó hơi nó béo. À, hai con cũng no luôn. Quá trời bự. Ừ. Lá cây. Quá lá. Cái liều mình dựng này nè. Cái lá của cây dương nè. Bay con nhóc quá nha. Xà lách này nãy mình rửa sạch rồi. Rửa bằng nước ngọt. Ừ, cào đi ra đánh cá em. Cái cảng là bên này. Cái gì nổ cái đùng vậy? Không biết. Ở giữa biển. Không biết. Hai vợ chồng mắc cười uống nước xong rồi để dành chai. Đặng đi biển kinh theo nước ngọt. Còn á, mua thêm một bình nước suối đặng uống, nước lọc. Ừ, anh dặn chai muối anh chưa được sử dụng. Chồng mình còn rất là ấm ức, ví dụ mình đi bắt tôm tích. Anh còn đang mê bắt tôm tích. Bắt tôm tích chuyển qua đi bắt nghêu luôn. Tại vì bắt nghêu quá đã. Ủa tôm này ngon quá. Tôm thịt không á. Gom lại hồi bỏ vô bịch anh. Ừ. Đem về bỏ. Con tôm nè. Con tôm mình nướng nguyên con nè, đã chưa? Tôm hay da vậy nó mới ngon. Đây mời cả nhà một lần nữa. Ham chấm vậy đó chứ nó cay lắm luôn á. Nhưng mà vẫn phải chấm. Nhưng mà hải sản mà không có cái nước này là không được. Tự nhiên hôm nay em là em chuẩn bị đồ cặp nhưng mà em đâu có nhớ tới cái liều đâu. Vô tình, cái này là vô tình. Ai về nó cặp luôn. Ừ, ai về nó cặp toàn bộ luôn. Quá lạ. Hai vợ chồng lâu lắm rồi mới được đi một chuyến đi chơi thỏa thích như thế này. Phải gọi là 7 năm quen nhau, 2 năm cưới. Là chưa bao giờ đi du lịch riêng gì hết. Có một lần mình đi Phan Thiết. Phan Thiết. Phan Thiết là cái đó là cũng không có dự định trước. Cái đó là vô tình mình đi đám cưới một anh bạn, xong từ Đồng Nai cái gần Phan Thiết có cái mình chạy ra luôn. Còn cái này là trước khi đi mình có sự chuẩn bị nha, cho nên là đồ đạc rất là đầy đủ và đặc biệt là đồ để đi bắt đánh bắt nha cả nhà. Mình vũ khí rất là đầy đủ. Chẳng một xe luôn. Ngon quá. Quá tuyệt. Mình cũng có đem mì nữa nhưng mà ăn tôm thì chắc là no luôn rồi. Nói chứ tại vì lâu lâu hai vợ chồng mới đi cho nên thôi làm hoành tráng. Cái gì sao nó xanh lè vậy? Để cái gạch nó làm hoành tráng bữa luôn. Ăn cơm hoài cũng ngán. Lâu lâu đỡ gió hả? Ủa cái con này nó đỏ nè. Bởi vậy mình mua mình lựa cái con mà nó cái vỏ nó màu đen đen, hơi đen đen á. Là kiểu như em biết là biết rồi, kiểu như là nó sắp lộ quá anh. Ừ. Cái vỏ nó đen đen á là tôm trong... quá nhân chất. Mà ở đây mình mua được tôm tươi nữa. Ở đâu cũng có chợ xóm lưới ha. Ừ. Chợ xóm lưới là người ta chuyên đánh bắt hải sản lên ta bán liền. Ngon chưa? Cho anh nè. Ừ, anh ơi. Nè sẵn tay em lột luôn cho. Cảm ơn em. Em cứ làm dễ quả không thích ghê. Trong anh cực khổ rồi. Cực khổ phá phách phải không? Hồi nãy con gì con nghiêu là anh phát hiện ra. Tội nghiệp lắm. Con nghiêu hả? Em phát hiện ra đầu tiên ơi, xong rồi anh là phát hiện dùng nào cũng có. Hồi nãy mắc cười lắm, hai chồng mình đi câu câu con ông ống tay. Đi bắt ống tay mà không có. Xem hành tôm tết. Thấy mấy bác câu cá chạy lại hỏi bác nó câu cá. Bác cũng không biết ở đâu có luôn. Xong mấy quay thấy mấy cái lỗ, vợ mình đào lên thử có một con. Cái mình bắt đầu mình đào. Cái vợ nói là cái gì? Kế bên đó chứ không phải ngang lỗ đâu. Nào bới 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 bớm lùm lên. Cái hồi cuối cùng là có hết trơn luôn. Cái vậy là tính ra cũng nhờ công của em. Của chồng công vợ. Mắc cười đó, hai vợ chồng mắc cười đó. Có hai vợ chồng cũng dành. Của chồng công vợ.
đã. Tính ra mình nướng vậy ngon, rút hết luôn, vừa chín nữa. Con này mẹ em nướng quá là nó không lột vỏ ra đâu. Cái đây là không cần đem củi, đem than luôn. Sáng này đi dọc đường nói quên than là hả, cũng lo lo rồi. Mình ngồi đây chứ lâu lâu cũng dọc chiếc xe. Nhìn chứ, tại vì mình ngồi trên dốc chiếc xe không có chở được. Phức. Nhưng mà giờ này an toàn rồi. Nước chân lên hết ai ra được rồi. Chạy xe vô hết được rồi. Mà ai ra ngoài này cũng kẹt rồi, giờ mình cũng không thể nào mà mình đi vô được hết. Muốn đi vô mình cũng không thể đi vô được rồi. Nhưng mà mình có coi nước rồi nha. Tối mình có thể vô được. Mình ở đây. Mình ở đây nhưng mà mình nếu mình muốn chạy thì mình cũng có thể chạy được. Hết nổi rồi. Đã, anh ăn đi anh. Đem lột cho. Anh cũng đang suy nghĩ nữa thôi. Thôi ăn đi. Anh lột luôn hả? Ngoàm 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 đi. Anh không ăn nữa. Dạ hơn đứa con nữa cho hết luôn. Chứ mình để gì nó không có ngon. Thôi lỡ rồi cố gắng đi ha. Hi. Hư. Rồi xúc cái đuôi rồi. Trả anh luôn. Trả anh nguyên con. Trả luôn á. Cảm ơn em. Sáng là mình tính mua có 6 con thôi. Là tại vì con tôm này mình đi một lần trước mình thấy nó bự. Mà mình mua đủ cái số hai vợ chồng ăn thôi. Tại ra đây mình không có tủ lạnh, không có gì hết. Mình để sợ nó không ngon. Nãy giờ mình quên mình có cái thùng rút đá được. Cái cô bán dục vô. Cái nó hơi từ từ. Cái nó 10 con nè. Rồi mua luôn. Sáng sớm mua ủng hộ cô luôn. Cũng vừa ha. Tôm thịt sớm sớm. Ngon quá, ngon quá. Tôm là tôm sú hả? Ừ, tôm sú. Còn 12 giờ chồng mình cũng đã ăn xong bữa ăn trưa rồi cả nhà ơi. Một món ăn cũng quá là ngon luôn, sang trọng. Giờ hai vợ chồng mình quyết định là sẽ đi ngủ trưa nha. Chứ giờ hai con mắt nó hiếp lại rồi. Mình ngủ trưa xong rồi mình thức dậy và mình tiếp tục cuộc hành trình buổi chiều nha cả nhà. Giờ là mình sẽ đi rửa cái số nhiều đó và mình đổ cái nước mới vô mình ngâm lại một lần nữa. Bây giờ hai vợ chồng mình xin hẹn cả nhà vào buổi chiều nha. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ nghỉ ngơi. Hai vợ chồng mình đi ngủ đây. Bye bye cả nhà.